Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Costco San Leandro hôm nay on sale tất cả các loại cây ăn trái, hơn 50% off luôn á bà con. Bình thường giá của những cái cây này là 42 đồng 99 cho một cây, hôm nay chỉ còn có 19 đồng 97 cho một cây thôi nha. Những cây này đang được clearance nên còn cây nào là họ bán cây đó. Họ còn có đào long, cherry, mơ, mận, rất là nhiều luôn á bà con. Có cây mận blue earth, cây đào long nữa nè, đào vàng á bà con. Còn đây là cây cherry, cây này cũng là cây đào long luôn. Còn đây là cây mận nha, cây cherry luôn. Rồi có thêm cây đào long nữa nè. Rồi cây Anna apple nữa, cây táo Anna đó bà con. Ngoài ra còn có cây cherry đen nữa nè, và cây đào ở đây nữa nha. Cái chậu lớn hôm nay còn 16 đồng 99 cho một cái nha. Còn chậu nhỏ thì 3 cái như vậy 15 đồng 74 và 16 đồng 99, thì tùy theo loại mình mua. Cái dây đeo hoa lan để cho các bạn ra trường hôm nay giá 19 đồng 99, ở đây cũng có bán nha. Có thêm rất là nhiều các cây Việt Quất Bloxy đó bà con. Loại này là loại ngon nhất trong các loại Việt Quất nha, nên bà con nên mua đi, trái rất là to, ngọt lắm. Còn đây là cây bưởi ruột đỏ. Những cây cam chanh quýt ở đây thì mình thấy không có on sale, khi nào có on sale thì mình cho bà con hay nha. Còn những chậu bông này thì có giá 19 đồng 99 cho một chậu. Cái loại này thì người ta mix nhiều loại với nhau nha, mình có rất là nhiều màu ở trong đây. Những loại bedding blend này thì giá vẫn 13 đồng 99 cho một cây 3 chậu. Hôm nay họ có thêm cái loại bông này nè bà con, mình không có biết tên cái loại bông này nha, 15 đồng 99 cho một chậu. Còn đây là cái máy diệt muỗi bằng năng lượng mặt trời đang được on sale 10 đồng off, còn lại 39 đồng 99 hôm nay. Còn cái loại này thì lớn hơn cái loại hồi nãy thì được on sale 20 đồng off, còn lại 69 đồng 99 nha. Dàn đèn spotlight này đang được clearance 50 đồng off, còn lại 149 đồng 99. Nói chung là những loại đèn dùng năng lượng mặt trời hôm nay được on sale rất là nhiều đó bà con. Tại vì bây giờ đang mùa hè nó nóng đó, nên mình dùng năng lượng mặt trời rất là nhiều nên họ bán rất là chạy nha. Có loại nhiều loại khác nhau nè, có loại dây treo nè. Loại dây treo này là mình rất là thích luôn đó bà con. Loại này là dùng năng lượng mặt trời đang được on sale 10 đồng off, còn 29 đồng 99 thôi. Các loại dụng cụ làm vườn và những máy móc làm vườn thì cũng được on sale rất là nhiều hôm nay nha bà con. Các loại ghế ngồi ở ngoài vườn cũng được on sale khá là nhiều á bà con, giống như những cái ghế nằm này và những cái ghế ngồi này nè. Cái lò nướng barbecue bằng gas này đang được on sale 100 đồng off, còn lại 799 đồng 99. Cái lò nấu ăn ngoài trời này loại 3 lò đó bà con, đang được on sale 50 đồng off, còn lại 199 đồng 99. Mình có mua cái loại này về ở nhà rồi đó bà con. Chiếc xe đạp điện ở đây hôm nay được giảm giá 100 đồng off, còn lại 499 đồng 99, rất là rẻ luôn đó bà con, đẹp nữa. Nón bảo hiểm hôm nay được bớt 5 đồng off, còn lại 24 đồng 99. Các loại nón chống nắng hôm nay được bớt 4 đồng off, còn lại 12 đồng 99 cho một cái. Có hai loại khác nhau để lựa chọn. Loại này làm vườn rất là tiện nha bà con, nó không có nóng dữ đó, rất là tiện để làm vườn, mình có xài ở nhà đó. Mùa hè tới rồi nên những cái đồ bơi hoặc là những cái dụng cụ mà dùng trong bơi lội
thì cũng được on sale rất là nhiều đó bà con. Có nhiều loại khác nhau nha. Những cái chai chống nắng hiệu Neutrogena này đang được on sale 4 đồng 50 cent, nó còn 12 đồng 49. Cái loại này rất tốt đó bà con. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái đồ mà họ bán sale cho tháng 5 này đó bà con. Đang được giảm giá rất là nhiều nha. Tháng 5 là tháng hè nên chuẩn bị những cái cuộc cắm trại đó, nên họ on sale những cái đồ mà dụng cụ cắm trại rất là nhiều luôn. Trong cái video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều đồ cắm trại họ đã được on sale từ những cái tuần trước rồi. Hôm nay là những cái đồ họ sale thêm thôi nha bà con. Ở phía ngoài đây họ có để ra một số thuốc men đang được on sale cho tháng 5 này. Các đồ dùng trong nhà được on sale rất là nhiều luôn á bà con. Đây là xà bông nè, xà bông gội đầu đó, rồi kem đánh răng nữa, bàn chải đánh răng, rồi đồ xỉa răng nữa. Khá là nhiều luôn nha. Cái miếng tẩy trắng răng này đang được on sale 12 đồng off nè. Mình có xài qua cái miếng này rồi, cũng rất là tốt. Bà con nào có đi Việt Nam nhớ mua cái đồ sức chống mũi nha. Hôm nay được on sale 5 đồng rưỡi off, còn 13 đồng 49 cho 3 chai. Các mặt hàng điện tử tháng 5 này cũng được on sale khá là nhiều đó bà con. Rất là rẻ luôn. Đa số các gia đình bây giờ hay gắn camera ở nhà lắm, nên các loại camera bây giờ đang được on sale khá là nhiều và rẻ luôn đó bà con. Bà con có thể mua các loại này bây giờ giá cũng rất là rẻ tháng 5 này nha. Cái máy Samsung Tablet A8 này đang được on sale 70 đồng off, rất là rẻ luôn đó bà con. Còn cái đồng hồ mà Apple Watch Series 8 này đang được on sale 60 đồng off nha, chỉ còn 359 đồng 99 cho một cái thôi. Còn cái loại tai nghe Apple AirPods Pro 2 này đang được on sale 199 đồng 99. Các loại TV hôm nay được on sale giá cũng khá là rẻ đó bà con. Ngoài ra những loại máy móc dùng trong nhà và những dụng cụ nhà bếp thì được on sale khá là nhiều hôm nay. Bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái mặt hàng mà họ đang on sale hôm nay nha bà con. Cái loại máy air fryer này đang được on sale 40 đồng off, còn lại 119 đồng 99. Loại này 2 ngăn nha bà con, cũng khá là tiện lợi. Cái loại này là để nấu ăn nhanh nè, đang được bớt 30 đồng off, còn 99 đồng 99. Các loại mền gối, đồ mùa đông đó bà con, đang được on sale clearance hôm nay rất là nhiều luôn nha. Những mà cái mạt mà bà con thấy ở trên mà nó có cái dấu ngôi sao hoa thị đó là những cái mặt hàng clearance discontinued, nên những cái mặt hàng đó bán giá rất là rẻ nha bà con.
Các mặt hàng ăn uống đang được on sale khá là nhiều ở tháng 5 này. Nói chung là những cái đồ gì mà liên quan đến barbecue, đồ nướng là tháng này là bán chạy lắm hả con. Từ bây giờ trời ấm dần rồi, nên bà con mình thích ra ngoài để barbecue ở ngoài park, hoặc là có những cái bữa tiệc nhỏ ở gia đình. Tại vì tháng này cũng là tháng ra trường của các bạn học sinh nữa. Cái loại há cạo thịt bò này của Hàn Quốc đang bớt 3 đồng rưỡi ốp. Cái loại ngon lắm nha bà con, hấp lên ăn rất là ngon. Đây là những mặt hàng cà phê đang được on sale hôm nay. Ngoài ra còn có phở đóng gói của Việt Nam mình nữa. Đây là loại nước sốt mè đó bà con. Mình thì chưa ăn bao giờ hết, nhưng mà nhìn thấy cũng hấp dẫn quá đó. Loại sữa hươu cao cổ dành cho các bạn nhỏ hôm nay cũng được on sale khá là rẻ nè bà con. Loại thức cảm này mình hay mua cho con trai mình đó, hôm nay chỉ còn 14.99 thôi, rẻ quá. Các loại thuốc bổ hôm nay được on sale cũng khá là rẻ đó bà con, giá rất là rẻ luôn. Những cái mặt hàng dùng để cho mình dọn dẹp nhà cửa, đồ lau chùi nhà cửa đó bà con. Và giống như là xà bông giặt đồ này kia đó, hôm nay cũng được on sale khá là nhiều nha. Đến đây video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay, vui lòng cho mình xin một like cùng một đăng ký kênh. Mình thật sự rất là cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần tới.